Dùng Minoxidil trị rụng tóc hói đầu thì có cần trộn thêm LCLT hay không? Đây là một câu hỏi mà của một bạn trên kênh của mình. Thì với cái trải nghiệm thực tế của mình với Minoxidil thì các bạn đã biết rồi đấy, là mình chỉ dùng Minoxidil thôi, kết hợp với các loại vitamin, khoáng chất cũng như là bước làm sạch sâu, và đã cho mình từ một cái mái đầu tóc thưa mỏng đến tóc như thế này. Và hiện tại thì mình đã cắt và bây giờ mình lại tiếp tục nuôi dài, mình chẳng trộn thêm bất kỳ một cái gì cả, mình chỉ đảm bảo cái bước làm sạch sâu với cả xịt Minoxidil thôi đã cho mình cái kết quả khá là ưng ý rồi. Và những anh em trên kênh của mình hầu hết là những anh em chẳng trộn thêm một cái gì vào nữa cả, anh em đã thoát hóa thành công ấy. Nên là các bạn có thể nghiên cứu cái sản phẩm mà các bạn sử dụng. Còn nếu như mình có trải nghiệm thì mình sẽ nói luôn, còn mình không có trải nghiệm trộn thêm cái gì nên là mình cũng sẽ không thể nào mà mình chia sẻ những thứ mà mình không trải qua. Nếu mà mình không trải qua ấy, mà mình cứ lên xong rồi mình tìm hiểu hoặc là mình Google search ấy, thì như vậy là nó sẽ bị lý thuyết. Và kênh của mình ấy, thì hầu hết nó là những cái trải nghiệm thực tế, những cái kiến thức mình tìm hiểu thực tế về những sản phẩm mình đã dùng. Cái gì mà mình dùng thì mình sẽ chia sẻ. Đấy, vì vậy nên là nếu như bạn có thời gian, bạn ngồi, bạn vào trang từ điển PubMed ấy, cái trang thư viện y khoa quốc tế ấy, bạn xem các cái bài nghiên cứu để xem là khi dùng Minoxidil thì có cần trộn thêm sản phẩm này sản phẩm kia hay không. Đấy, còn về bản chất là Minoxidil nó đã là một chất mà giúp cho chúng ta có thể kích mọc được, và được FDA họ đã công nhận là chất có thể giúp hỗ trợ kích mọc. Đối với những người mà rụng tóc ở mức độ vừa và nhẹ thì Minoxidil là một cứu cánh rất là hiệu quả. Còn đối với những bạn mà từ cấp độ 4 đến cấp độ 7 ấy, thì bạn cần nghiên cứu thêm cái lăn kim này nữa. Như là các bạn mà đã thành công trên kênh của mình rồi ấy, thì các bạn ấy cũng kết hợp cả lăn kim và đã cho một cái kết quả khá là ưng ý và khá là tích cực. Nên là nếu có thêm câu hỏi nào liên quan đến Minoxidil hoặc là những cái trải nghiệm của mình hoặc là những cái bài học mà các bạn đang phải gặp phải thì cứ comment ở trong cái video này, mình sẽ cố gắng để có thể là chia sẻ về góc nhìn của mình về sự khách quan trong sử dụng Minoxidil với việc rụng tóc hói đầu. Và mình là nam, mình thích làm đẹp.